Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Trân trọng kính chào tất cả quý học viên tại lớp cũng như tất cả các vị đang online. Hôm nay mời các vị lắng tâm thanh tịnh nghe giáo nghĩa tiếp theo được biên tập ở trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Đó là ba chướng. Đó là chướng gì thưa quý vị? Đó là nghiệp chướng, là phiền não chướng, phải không? Là nghiệp chướng, phiền não chướng và gì? Và dị thục chướng. Cho nên mình nói là nghiệp chướng mà. Biết là nó nặng như thế nào phải không hả? Nghiệp chướng là cái gì hả? Nghĩa là gì? Hiếu là mơ hồ thấy chưa? Mơ hồ cho nên phải đi học. Phiền não chướng nó khác với nghiệp chướng. Nghiệp chướng là cái nghiệp nó cố định, còn phiền não là nó trong tâm nó cứ nó khởi động. Còn dị thục là cái quả báo nó hình thành trong tương lai. Thế Tôn nói có ba nghiệp, có ba chướng, đó là nghiệp chướng, phiền não chướng và dị thục chướng. Hôm nay chúng ta ráng hiểu được ba khía cạnh này là may rồi. Thể của ba chướng là gì? Ba chướng, nghiệp vô gián và phiền não cố tật cùng tất cả khổ thú bách châu vô tượng thiền. Tuệ giác của các bậc tôn đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta cứ nghĩ xem, nếu như chúng ta ở cảnh giới của chưa chứng thiền nào, với một người chứng được sơ thiền thôi, thì cho dù 1.000 người chưa chứng được một quả thiền nào cũng không thể nào so với một người chứng sơ thiền. Đúng vậy không? Tầng bậc của nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên không có thể nào dựa vào số đông, dựa vào thời đại để mà thẩm định tuệ giác, thẩm định sự giác ngộ. Chỉ có những ai đến đó hay không. Và do vậy mà chúng ta thấy tổ sư chúng ta, các vị đạt đến tuệ giác siêu việt tới mức nào? Ngài nói mấy câu thôi là gom thâu tất cả ba khía cạnh này. Nếu như không có sự khai thị này, làm sao chúng ta có thể nghĩ tới và hàm tàng tới được? Thể tính của ba chướng đó là gì? Nói vô gián nghiệp. Nói vô gián nghiệp, cái chữ vô gián lát sau chúng ta phân tích sao gọi là vô gián. Nói vô gián nghiệp đó là năm tội vô gián: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, với ác tâm làm thân Phật chảy máu. Chữ giết cha, giết mẹ là dễ hiểu rồi, giết A-la-hán dễ hiểu rồi. Mà phá hòa hợp tăng á, vấn đề là nó được hình thành như thế nào, đến mức nào gọi là phá hòa hợp tăng. Và với ác tâm làm thân Phật chảy máu, đó là vô gián nghiệp. Còn phiền não chướng là gì? Là phiền não cố tật. Phiền não cố tật. Phiền não cố tật á, nó được chia làm hai loại. Một loại là cố tật, và một loại là gì? Là mãnh liệt. Một loại cố tật á, là cái loại thường xuyên khởi động. Cái loại nào mà thường xuyên khởi động? Cái loại nào mà nó cứ nó chọt lét mình cứ lèo nhầu càm ràm,
rồi nối hoài cái miệng ấy. Cái loại nào? Đó là cái loại cố tật nó thường xuyên khởi động. Mình phiền ai? Phiền gia đình của mình, mình phiền người thân của mình phiền ở trong chỗ làm của mình phiền cái chùa mình tới lui, mình phiền cái ông thầy Quyền Châu nói hoài. Hay là thậm chí là mình còn phiền trời mưa, trời nắng, mình phiền cái xe hư, rồi mình phiền đủ chuyện hết á. Thậm chí có khi là mồ hôi mình ra mình cũng phiền luôn. Mồ hôi ướt nó làm riêng mình khó chịu phải không? Có chứ, các vị có thấy ai mồ hôi ra khó chịu không? Có. Hồi xưa tại có cái ông thầy, quen ông thầy ấy, mồ hôi ra, ông có cái nghiệp sao không biết mà mồ hôi cứ nó ra tay, của chân ướt hết rồi. Và nhất là khi ông tập trung lại ấy, thì nó lại ra càng dữ dội. Lạ ha. Khi tập trung cao độ là chẳng hạn như ông tập trung làm bài thi là mồ hôi nó ra ướt dây hết vậy đó. Và ông giận quá, ông nhờ bác sĩ nó kích cái tuyến mồ hôi ở tay, mà nó kết sao nó không ra hai cái tay nữa, mà rốt cuộc nó ra trên ngực ở sau lưng. Hay là ông rất là khổ, tại vì nó phiền quá. Nó còn loại là một phiền não mà thường xuyên khởi động á, nó thường xuyên khởi. Rồi một loại là mãnh liệt, tức là loại cực kỳ trầm trọng, chẳng hạn như nó bộc phát, nó bực bội, nó phát ra mà không kiềm chế được, dẫn tới hành động, đây gọi là loại mãnh liệt. Thì ở trong đó loại cố tật là cái loại nào? Cái loại cố tật á, là cái loại nó như là hoàng môn. Chữ cố tật này hiểu là gì? Là cái tật cố hữu. Cái tật cố hữu tức là sinh ra nó đã có. Hoàng môn là như là bán nam bán nữ. Bán nam bán nữ hay gọi là một cái dị tật. Khi ra đời thì người này mang cái nghiệp này. Nghiệp này thật là tội. Cũng giống như con nhím, nó không có con nhím cồ, con nhím mái, không có nhím đực, nhím mái, tự nó sinh con. Thì con những người hoàng môn cũng vậy, họ bán nam bán nữ, có khi họ là nam, có khi họ là nữ, và cái nghiệp của họ nó gây cho họ rất là khổ. Và phiền não cực kỳ mạnh. Và lúc nhưng mà khi lúc khởi động lên thì cũng có thể bị trấn áp. Chẳng hạn như gặp một cái hoàn cảnh nào đó, người hoàng môn này họ muốn hành cái nghiệp hướng thụ ái dục, nhưng mà họ bị quở trách, họ bị la rầy, họ bị đại chúng coi như lên án họ, thì lúc bây giờ họ cũng có thể là gì? Họ trấn áp. Ngày xưa thầy có quen một cái vị là bị cái nghiệp hoàng môn này. Là một vị nam á, mà bị hoàng môn. Thân thể lực lượng, sức khỏe như là lực sĩ. Nhưng mà cái nghiệp hoàng môn nó khiến anh khổ cực tới mức mà anh không chịu nổi. Anh uống một nắm thuốc ngủ cho nó chết. Anh khó chịu quá đó. Thì thưa quý vị, nhưng mà nhưng mà cái đó là một cách trấn áp thôi. Cái nghiệp này gọi là nghiệp cố hữu. Cái nghiệp này sinh ra nó đã như vậy, hiểu không ạ? Chứ không phải rằng là họ có trong đời này. Còn có một cái loại nghiệp nữa, đó là loại nghiệp thường xuyên khởi động. Cái loại nghiệp thường xuyên khởi động tức là tất cả những cái gì mà cứ trái ý mình không ưa, mình không thích, nó cứ trái ý với mình là mình cứ bệnh hẳn khó chịu. Những cái nghiệp này nó rất là, tuy rằng nó không nhạy bén, nhưng mà nó rất là khó trừ. Nó cứ còn hoài. Vì sao nó khó trừ như vậy? Bởi vì nó thường xuyên khởi động, cho nên người ta không có thời gian dồn nghị lực để diệt trừ được nó. Như vậy có nghĩa rằng là người ta không có thời gian dồn nghị lực để diệt trừ nó, chứ đừng nghĩ rằng nó không thể diệt trừ. Hai điều này khác nhau phải không? Vậy cho nên việc tu tập của chúng ta, mỗi khi thấy phiền não nó khởi lên, chúng ta phải làm sao cho phiền não nó bị dập tắt trước. Chẳng hạn như chúng ta buồn bực, chúng ta không nên nói gì hết. Tại vì sao? Bởi vì buồn bực nói ra cái gì nó cũng lưu xuất từ cái tâm buồn bực đó. Và lời nói chắc chắn nó sẽ mang cái âm hướng của sự hờn trách buồn bực.
Có đúng vậy không? À, rồi thứ hai là gì? Là chẳng hạn như là ví dụ như chúng ta tu tập khéo tu, thì khi thấy cái tâm mình nó khó chịu, nó bén hẳn, chúng ta đi công phu, hoặc là chúng ta đọc kinh, hoặc là chúng ta ngồi thiền, chúng ta làm sao đó để chúng ta hóa giải ngay lập tức cái tâm mà phiền não đó. Thực ra chúng ta có tu tập cũng là để diệt trừ chính phiền não của mình. Bởi vậy cho nên khi thấy phiền não khởi lên, chúng ta tìm cách loại trừ nó. Và nó hoàn toàn có thể loại trừ được nếu chúng ta biết canh chừng, biết để ý nó. Còn ở đời thì chúng ta có nhiều công ăn việc làm. Gặp cái chuyện trái ý nghịch lòng, đôi khi chúng ta không kịp thời gian để mà loại trừ phiền não. Thành ra cũng làm việc nhưng mà ở trong trạng thái phiền não, hoặc là tìm cách đối phó phiền não, hoặc là tìm cách né tránh phiền não. Rồi có khi vì cớ sinh nhai mà phải nhẫn chịu, biết rằng nghịch lý đó nhưng mà vẫn phải nhẫn chịu bởi vì ảnh hưởng tới cớ sinh nhai. Thành ra vậy mà chúng ta thấy phiền não nó sinh ra liên tục. Người làm công cũng phiền não, mà ông chủ cũng phiền não. Tại vì ông chủ có cái dự án, có kế hoạch, và nếu như vậy thì kế hoạch không được thực hiện, dự án đó không thành công, và có thể nguy cơ dẫn tới thất bại cho cả một tập đoàn. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy hầu như ở trong cuộc đời ai cũng bị cái phiền não này nó thường xuyên khởi động. Và do vì phải sinh tồn, thành ra người ta không đủ thời giờ để mà người ta diệt trừ. Cho nên ở đây nói rằng người ta không có thời gian dồn nghị lực để diệt trừ nó. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy pháp xuất gia là ưu thế. Tại vì pháp xuất gia chúng ta được sự trợ duyên của thầy, của bạn, của tứ chúng. Mà nếu như dự vào hàng ngũ xuất gia mà chúng ta không tận dụng cơ hội này, chúng ta lại thấy phiền não sinh ra ngay trong môi trường mình đang ở, thì đây là thật dại dột. Đây là điều là mình chưa biết tu, chưa khéo tu. Mục đích mình xuất gia là để mình giải thoát, nhưng mà ai ngờ đâu mình chuốc lấy phiền não trong chùa nhiều hơn là ở tại nhà. Như vậy là mình dại dột. Ở nhà cuộc sống làm ăn cơm áo gạo tiền nó bao vây thì phần đành. Còn đi xuất gia thời gian mình nhiều hơn, pháp mình học nhiều hơn, phương tiện mình có đầy đủ hơn, nhưng mà mình không có khéo chế ngự phiền não để cho nó thường khởi lên. Do vậy đó chính là lỗi của mình. Nắm được điều này không? Bởi phiền não cấp thấp làm điều kiện cho lỗi trung, rồi cái lỗi trung làm điều kiện cho lỗi cao. Cho nên cái phiền não nhỏ nhỏ nó làm cho phiền não trung trung mạnh hơn tăng trưởng. Và khi phiền não mà tăng trưởng mạnh mạnh hơn thì cái phiền não lớn hơn theo đó mà sinh ra, hay gọi là phiền não dữ dội đó. Vì vậy cho nên nó được gọi là chướng, tức là chướng ngại. Chướng ngại đạo Bồ Đề, chướng ngại sự giải thoát. Chúng ta nắm được chưa hả? Rồi thứ ba là gì? Là dị thục chướng. Nhắc lại, đầu tiên là nói nghiệp vô gián, là cái nghiệp cực nặng đó. Đây là phiền não cực nặng mới làm được cái việc cực ác như vậy. Rồi thứ hai là phiền não chướng. Thì trong phiền não chướng nó có hai loại. Là một loại là cái tật do sinh ra. Rồi cái loại thứ ba là dị thục chướng. Toàn bộ ba khổ thú đều gọi là dị thục chướng. Tức là khi đọa vô ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chúng ta có cơ hội tu tập được hay không? Có ai vô địa ngục để ngồi thiền không? Có ai ở trong ngạ quỷ ngồi thiền nổi không? Và súc sanh thì cái tâm thức như vậy làm sao mà định được? Cho nên ba khổ thú này, đây gọi là dị thục chướng. Cái chướng ngại khi đọa vào trong này khó mà tu hành, gần như không có tu được. Cớ cả một phần thiện thú, chẳng hạn như là sinh ở cõi Bắc Câu Lưu Châu, trong cái cõi này con người ta cực kỳ sung sướng, cho nên người ta không có chuyện tu tập. Thành ra nó gọi là gì hả? Là một trong tám nạn, phải vậy không ạ? Đó còn là một chướng.
vô tướng thiên, tức là ở cõi trời vô tướng này á, nó không có tâm tướng ở trong định, không có tâm tướng, thì làm sao mà khởi cái tâm cầu giác ngộ, làm sao mà khởi cái tâm chứng đắc đạo quả vô thượng bồ đề. Bởi vậy cho nên ở trong đây cũng là một loại gì, một loại dị thục chương, hay chưa? Phân tích điều này để chúng ta thấy rõ, nói về các cái loại nghiệp gây chướng ngại, chẳng hạn như tạo cái nghiệp ngũ nghịch vô gián, đọa trong một cảnh khổ khốc liệt như vậy, ở trong cảnh này không có thể mà tu tập chứng đắc nổi. Ngay cả như vua A Xà Thế có trí tuệ hơn người, Thế Tôn nói nếu như ông không có mấy cái lỗi giết cha thì ở trong đời này ông có thể chứng được quả A-la-hán. Và tâm của ông á là cực ác cho nên mới giết cha, đây gọi là vô kinh, tức là thiện kinh mất sạch. Nhưng mà nhờ sinh vào thời chánh pháp của Phật, được Phật gia trì, được cái oai đức của Phật, cho nên ông tin tưởng tuyệt đối, mà do vậy ông làm theo. Nhưng rồi sau khi thân hoại mạng chung thì ông vẫn phải đọa trong địa ngục một thời gian. Đó là do lỗi giết cha. Nhờ công phu tu tập, nhờ sự sám hối như vậy, không đi vô trong địa ngục A Tỳ, nhưng vẫn phải đọa trong địa ngục nào đó, chịu một cái cánh khổ một thời gian. Khi mà hết cái khổ đau đó rồi, lúc bây giờ ông ra đời, ông mới hướng được cái phước báo hộ trì chánh pháp, tu hành mà chứng quả. Cho nên chúng ta hiểu rằng mắc những cái lỗi này cỡ như là chướng ngại vô cùng cho con đường giác ngộ giải thoát của chúng ta. Cho nên gọi là vô gián nghiệp, nó là chướng. Rồi phiền não chướng, phải nhắc lại phiền não chướng, ở trong phiền não nó hai loại. Chẳng hạn như thưa các vị, ví dụ như thế này, một người nam, nó có cái nhược điểm của người nam, và người nữ có chướng ngại của người nữ. Chẳng hạn như một người nam mà bồng một đứa con mà ò ơ từ sáng tới chiều thôi khối em, bỏ trên bàn nó khóc cho nó khóc, có hay không mà đó. Nhưng mà người mẹ thì có thể là cần mẫn nuôi con, dỗ dành nó là cả đêm cũng không thấy mệt lắm, mà vì thương nó. Cho nên cái ưu điểm của người nữ đó, nhưng mà đó là cái nhược điểm của người nam. Rồi người nam có khi á thì họ lại thường hay dùng sức mạnh nhiều hơn là sự dịu dàng. Và cái gì mà mang cái tính dịu dàng là người nữ thành công hơn. Ngày xưa chẳng hạn như có một cái cô tên là cô gì hả? Cô Lộc Mẫu Tỳ Xá Khư. Cô Tỳ Xá Khư, cô rất là giàu sang phú quý và có những cái chuyện bất hòa trong ni chúng. Thế Tôn sai Lộc Mẫu tới hóa giải. Và sự hiện diện của bà nói thưa đại tí như vậy được không, đại tí như thế được không, đại muội như vậy được không, thì coi như là bà nói như vậy, vậy mà người ta trân trọng quý trọng, người ta nghe theo. Ví dụ như bây giờ các cô xuất gia là thầy nhờ ni sư Tâm Nhật là an toàn nhất cho thầy. Tại sao? Bởi vì có những điều thầy nói rất đơn giản và thầy nói như thế là xong, thầy không có nghĩ gì thêm. Nhưng mà các cô ngồi suy diễn, và thầy hoàn toàn không có suy diễn, người thầy không có suy diễn. Tính toán công việc trong logic học thì thầy tính rất là kỹ, nhưng mà cái gì hiện tiền cần là nói ngay, không có nói dài dòng, mà nói và thầy đang muốn nghe rằng nói cái chuyện gì và giải pháp cho vấn đề đó như thế nào. Trong đầu thầy chỉ có hai cái đó thôi, là nghe và giải pháp cho nó nên hành động như thế nào khi đưa ra một tình huống, và tình huống đó nó có phù hợp với chánh pháp hay không, hành động đó có đem đến thiện hay không, và khi thấy được điều thiện lập tức hành động theo điều thiện. Và việc của thầy rất là nhanh chóng đưa ra một giải pháp, một mệnh lệnh và cứ thế hành trì. Nhưng mà lúc bây giờ các cô lại ngồi suy nghĩ, nghĩ đông nghĩ tây, cho nên giờ thầy gặp được ni sư Tâm Nhật thầy hên quá coi như giao mạng hết trơn hết. Thành ra rõ ràng là nó có những cái điều mà người nữ giải quyết được, hướng dẫn được, người nam không có được. Rồi ngược lại cũng vậy, đi ra hoàng pháp lợi sanh, những cái công cuộc to lớn, nói xin thưa các vị nghĩ xem là các thầy bao giờ cũng là ưu thế hơn. Bây giờ một vị thầy tăng đứng ở trên đàn chẳng rồi kiết ấn rồi coi như là thực hiện gọi là Phật pháp phương tiện, thử hỏi là
thay vào đó các cô ni cũng ngồi đó đứng đó kiết ấn giống ai không hề, nhìn nó yếu sao đó phải không hề, chắc ma nó cũng không sợ đâu. Nó hùng ấy là mấy cô chắc mang y áo chạy trước. Đó, cho nên chúng ta thấy rõ ràng nó không có mạnh hơn. Thành ra có những cái điều như vậy thì chúng ta hiểu rằng là cái nghiệp cố tật, hiểu không hả? Cái nghiệp cố tật đó là cái nghiệp mình sinh ra nó như vậy, và tất nhiên ở trong đó nó có những chướng ngại. Có những vị hòa thượng nhiều kiếp tái sanh, có những vị ở trong cõi súc sanh mới nhảy ra. Bây giờ hai anh mặc áo cài sa thì dĩ nhiên là một anh mà hòa thượng tái sanh nhiều đời thì cái vị này tự nhiên phạm hạnh của họ nó trang nghiêm hơn. Còn cái vị kia thì lâu lắm theo cái nghiệp cố hữu, cái nghiệp ở kiếp trước nó cứ nó vậy đó, nó cứ bà trước vậy đó. Mà bảo người ta hơn nữa không được nha, hơn nữa người ta chịu không nổi. Bây giờ cho nên ở đây chúng ta hiểu là cái nghiệp cố hữu chưa. Còn cái nghiệp mà nó có cái nghiệp đó là cái nghiệp phiền não thường xuyên khởi đó. Cái loại là phiền não thường xuyên khởi này, cái loại này á là cái loại tuy nó nhẹ, nó đơn giản như vậy nhưng mà nó cứ thường xuyên làm cho mình khó chịu, làm cho mình bị sai đi. Cho nên nó cũng gây chướng ngại. Chẳng hạn như bây giờ mình có cái nghiệp buồn ngủ, thích ngủ, sáng dậy đại chúng ngồi công phu. Tự nhiên cái mình giờ mình nhìn thấy người nó ớ oải, cái nó mệt quá, cái tự nhiên trong tâm mình mình giải thích. Mình giải thích rằng là tu hành gì vậy? Người ta nói khoa học nó chứng minh là một ngày ngủ phải 8 giờ đồng hồ mà ở chùa bác ngủ có 6 giờ. Vậy thì làm sao mình chịu nổi phải không hả? Cho nên nó lý giải như vậy á, vậy là bắt đầu nó chống trả. Nó không muốn công phu nữa, nó nằm ì đó, nó len qua len lại, nó nằm nó thở ra thở vô. Cho nên có những điều này là những điều là gọi là chướng, nghiệp chướng. Ngày xưa hồi xưa thầy ở với các vị hòa thượng lớn mà có ngài vui lắm. Là huynh đệ thực sự mà nói thì nó cũng có những cái lý do là học hành quá khuya. Ở trong một thời gian tuổi đang đi học, học quá khuya. Nhiều khi học 1-2 giờ sáng mới ngủ. Thành ra 4 giờ sáng không cách nào mà dậy nổi. Tại mới vừa nằm 2 giờ đồng hồ làm sao mà dậy nổi. Rồi cái người này thấy người kia như vậy, cái người này cũng làm biếng theo. Cứ như vậy á, nó thành ra sự giải đãi cả chùa. Lúc đó quý ngài lớn cũng quở trách ngài trụ trì. Quý ngài nói rằng tại sao thầy là trụ trì mà tại không nhắc nhở tăng chúng để nó lưu lỏng giải đãi, sáng dậy kinh cỡ nằm dài ngủ hết trơn. Thì ngài nói là có chứ, có nhắc chứ. Mà nó nói rằng là sư phụ già rồi, sư phụ ít ngủ, tụi con trẻ tụi con ngủ nhiều hơn. Là cái là ngài nói là tôi già mà tôi tụng kinh nổi mà mấy ông còn trẻ mà tại sao mấy ông giảm nổi. Cái nói tại vì sư phụ già chùa đâu có làm gì đâu, tụi con nhỏ còn đi học nhiều thứ khổ hơn. Thế rồi nói vậy thì tôi ngủ sớm đi, đợi sáng dậy dậy sớm. Thì mấy ông nói rằng là tối tụi con sớm mà ngủ không được. Ngài nói giờ nó ngủ không được làm sao? Nó ngủ không được cũng lý mình giác mấy cái lại, cho nên chịu thôi. Ngài nói là nó đùa cho vui, nhưng mà rõ ràng có khi ngài nói thầy lên tụng kinh đó, ngài xuống nói thưa ngài sao chùa mình núi thầy lười tụng kinh sáng vậy thầy. Ngài ông nói tu đại thừa là mình sẵn làm cái chùa to đó cho mọi người tụng kinh với mình nhưng mà giờ không ai tụng hết, cái chùa nó rộng thênh thang, mình tụng sướng mình đất mới rú chi đông ấy. Ngài nói như vậy, nó nói một mình ngồi thênh thang ở chùa thầy với mới gì tự nhiên mình lôi lên đông chỉ nó phiền á. Cho nên ngài có cái suy nghĩ của ngài mà tâm ngài nó an lạc. Còn ngài nói là mấy ông muốn đọa thì cứ đọa, mấy muốn làm thì làm tự do, vô thường thì nó đâu có tha thứ ai đâu. Ông nào muốn chết thì cứ chết, muốn đọa cứ đọa, còn tôi làm chùa chiền tôi làm tới đó là hết sức rồi. Cho nên có khi các ngài nói những cái cách nói các ngài, nhưng mà mình thấy xấu hổ. Xấu hổ là bởi vì mình bị cái nghiệp ngũ nghi á, nó gọi là phiền não chướng. Nó chướng á, nó cứ gây trở ngại cho mình, và mình cứ lý giải theo cái cách của phàm phu. Mình không nỗ lực hơn, bất cứ một phương thức nào cũng đem đến cho chúng ta khả năng tập trung.
Chẳng hạn như bây giờ tâm của chúng ta đỡ nó cảm thọ trong bậc chú lăng nghiêm, mặc dầu những câu chữ đó chúng ta không hiểu gì, nhưng thưa các vị, hiểu để làm gì? Đôi khi có những điều không nên hiểu mà tâm chúng ta nó khỏe hơn, có phải vậy không? Tại vì chúng ta hiểu quá nhiều trong thế giới hiện tượng này, để rồi chúng ta cứ trầm luân mãi. Nếu vậy thì không lý nào không hiểu là tốt hơn, cũng không đúng như vậy. Nhưng có khi buông bỏ bằng hình thức nào đó, tức là tâm không nghĩ gì hết, chỉ có quán tính theo một câu mật chú tự nhiên như vậy, mà tâm vô tình là rời xa phiền não. Đó là một cái cách thức mà các ngài hình thành lên những cái nghi thức gọi là tu mật, cách như vậy. Hoặc là người ta quán niệm hơi thở như là kinh An Bang mà Đức Phật đã dạy cho tôn giả A Nan, xin lỗi, tôn giả La Hầu La. Quán niệm hơi thở ra vào, cảm thọ hơi thở thế nào, đó là một cách mà làm cho chúng ta tập trung, quên lãng đi, do vậy mà chúng ta viễn ly phiền não. Cho nên tất cả phương thức là để chấm dứt phiền não. Rồi còn tới cái dị thục chướng là điều khó nhất. Dị thục tức là cái kết quả đã sinh đến chỗ đó rồi, hiểu không ạ? Làm nghiệp ác sinh tới đó rồi gọi là dị thục chướng. Dị thục chướng chẳng hạn như là sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là thôi, khối nói chuyện tu hành gì cả. Rồi ở trong một cõi thiện thú chẳng hạn như là Bắc Câu Lô Châu này, sinh vào đó là xong, là sung sướng quá, không bao giờ nghĩ chuyện tu hành nữa. Và vô tướng thiên, cái tâm không có cầu quả bồ đề, cho nên ở trong vô tướng không có tướng mà, không có ý nghĩ mà, thì làm sao mà tu có khái niệm và tu hành được. Cho nên đây chính là ba chướng, rõ chưa? Rồi vậy thì tác dụng của ba chướng như thế nào? Những thứ chướng này chướng ngại những cái gì? Chúng chướng ngại thánh đạo và thiện căn thuộc gia hành thánh đạo. Trả lời rất là rõ ràng. Nó chướng ngại gì? Chướng ngại đạo thánh, chướng ngại sự giác ngộ của chúng ta. Và nó chướng ngại gì? Nó chướng ngại thiện căn thuộc gia hành thánh đạo. Tức là trong quá trình chúng ta đang nỗ lực đi học Phật Pháp, nỗ lực thiền định, nỗ lực trì chú, nỗ lực niệm Phật, nỗ lực làm công quả tạo rồi tu tạo phước điền, chúng ta đang nỗ lực, nhưng mà những loại phiền não này nó ngăn cản mình không muốn làm nữa. Ví dụ như bây giờ mình quét một cái chùa thôi, tự nhiên cái mình nghĩ tại sao người ta cứ xả rác hoài mình cứ quét hoài, thành ra tự nhiên mình không muốn quét nữa, phải không hả? Thật ngã là khi mình nấu ăn cũng vậy. Ngày xưa thầy ở trong chúng cũng đông. Cũng có một vị là chia ban ra nấu ăn, mà vị này là không bao giờ nấu ăn được, mà cũng không bao giờ học hành, không bao giờ chịu học nấu ăn, gọi chỉ cách nấu ăn, không thèm học hỏi, không thèm để ý. Vì quan điểm của vị này nghĩa là gì? Biết nhiều khổ nhiều. Hay vậy, có cái quan điểm hay vậy đó, biết nhiều khổ nhiều, cho nên không có chịu học. Là thầy dạy cho ba lần, chừng sau tháo ông ra là cơm thì sống, nấu cái gì canh thì mặn chát, còn đồ đạc là cháy khô khét, đem lên trời ơi ngài trụ trì cứ gọi thầy mà la, tại sao ông đỡ như lạ gì vậy, ông nấu ăn được tại sao ông đỡ như vậy. Nó dạy bà thầy đông đếu mười mấy anh em chia ra thì hai ba người chia ra một nhóm thì cho con còn làm việc khác, chứ tại sao bác còn nấu hoài á. Ngài nói rằng là thôi thì mấy ông có ăn được gì ăn, chứ mà phần tôi dạy mà ông cũng cho tôi ăn miếng chứ. Ngài hòa thượng ngài nói vậy đó. Ngài nói ông có ông ở đó mà ông đỡ bữa ăn tôi dạy nè. Tự nhiên mình thấy nó cũng buồn phải không hả? Mình thấy nó cũng xót xa trong lòng chứ. Tại vì cái nghiệp ganh tị của mình á, mà mình đỡ cho ông hòa thượng già dạy mình là ăn cơm khét, hay vậy mình cũng không tốt lành nhiều ha mà. Thành ra rốt cuộc bắt đầu là tới khi mình nấu cái là anh ăn xong là anh đứng lại anh phủi đít đi, nói tự thô vậy, phủi đi vậy, cũng thèm dọn bàn, cũng thèm leo chùi, mình dọn dẹp chén bát rửa lên, và có hồi ngồi nhìn cái đống chén nó phiền não dữ sợ luôn. Ngồi nó phiền não tại vì mình nói tại sao tự nhiên mình vậy. Rồi bắt đầu tự nhiên cái mình ngồi mình xét về gia thế chứ, mình cháu đi tôn ha,
Ở nhà mình làm gì có, nhà mình là công tử mà, làm gì có chuyện này. Bây giờ mình vô đây mình làm chuyện đây, mà mình nấu giùm cho ông nữa, mà rốt cuộc ông ăn rồi ông cũng thèm cảm ơn. Có khi ông nói bữa nay anh ăn không ngon. Ông còn nói cái giọng dở ghét ông nữa nghe. Thế là mình thấy khó chịu không à. Thì cái phiền não chướng nó khởi lên. Nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà nó cứ nó tái hiện hoài thôi. Ngày nào nó cũng phát, nó cũng sinh lên hết. À, và khi mà ra trụ trì, các vị biết rằng nó nhiều hơn là không có trụ trì. À, tại hồi nhỏ thì mình nghĩ rằng là chùa của ông thầy mình, cho nên thầy ông sai mình quét, còn ông sai mình làm y đó thôi. Tại chùa của ông thầy mà. Nhưng bây giờ mình làm thầy rồi thì sao? Đâu là thành chùa của mình rồi là mình phải lo. À, mình thấy cái đinh đó, mình lo mình không mình lấy. Thứ nhất là sợ Phật tử đi xe nó dậm xe, xẹp xe Phật tử phiền não. À, rồi hay là chó nó chạy nó dậm ở chân nó tội, là lo khom xuống lái liền. À, còn tất cả mọi người là không liên can cái chuyện này. Cho nên mình thấy trụ trì sướng không? Đó, bao nhiêu đó thôi là chúng ta thấy là nó phiền não chứ. Nó phiền não. Và cũng nhờ cái sự phát nguyện. Cho nên nếu như mà thầy, thưa các vị, nếu như thầy không có phát nguyện thêm chút nữa, chắc bây giờ các vị không thấy thầy đâu. Thầy nói thật á, là thầy đã 3 lần treo cái chìa khóa trước cổng chùa rồi. Nói đây có Đức Phật làm chứng, nên là thầy đi bộ, thầy đi xuống tuốt ở dưới cầu kia rồi. Tức là quyết định bỏ đấy. À, tối 11, 12 giờ là treo cái chìa khóa, hồi lúc đó có mình thầy, thầy treo chìa khóa, thầy bỏ là đi. Đi mà thầy nói cái đám chúng sanh ngu này cho nó đầu thai nhiều kiếp nữa. Trong đầu mình nghĩ vậy đó, treo lên đó, nói cái đám chúng sanh này cho nó ngu, cho nó đầu thai nhiều kiếp nữa. Tại sao? Bởi vì mình ăn gì ở đây, mình hướng gì ở đây, mà mình dạy dỗ, mình truyền trao, mình sách tấn, mình làm đủ thứ, mà nó ngồi nó chấm điểm mình, nó ngồi nó ngắm nghía mình, nó nói mình là tốt hay là xấu, thầy giỏi thầy dài, có đáng cho nó đọa thì mấy kiếp học. Cho nên là nhưng mà đi một lát rồi tự nhiên thiện căn nó khởi lên. Nó khởi lên cái nghĩ, ủa tại sao mình phát nguyện độ sanh mà, nếu chúng sanh ra mà ngoan ngoãn hết rồi thì mình độ ai? Cho nên thôi, không bao giờ quay về độ nữa. Cho nên phiền não chướng. Nó chướng ngang, nó chướng ngang thánh đạo. Nhưng mà bây giờ hết rồi. Bây giờ thì có đi hay có ở thì cũng không khác nhau nhiều. Bây giờ ở cũng như vậy, mà có đi thấy cũng vậy thôi. Tức là cái tự tâm mình đó, nó đã lắng dịu. Đây là những bài học, những kinh nghiệm mà thầy chia sẻ với đại chúng để chúng ta hiểu rằng trong sự tu tập hãy dẹp trừ phiền não chướng. À, bởi vì nó ngăn che thánh đạo, và đặc biệt là nó phá hủy thiện căn của mình trong lúc mình đang gia hành để thành tựu thánh đạo. Chúng ta hiểu tất cả mọi cái phương thức tu tập của Phật đều là gì? Đều là gia hành. Tất cả mọi phương pháp đều là gia hành nghe. Ngồi thiền cũng gia hành, tụng kinh cũng gia hành, niệm Phật cũng gia hành. Anh ngồi thiền anh đâu có làm ác, anh tụng kinh anh đâu có làm ác, anh trì chú không làm ác. Không làm ác tức là anh đang gì? Anh đang bình yên, anh đang thiện đó. Không làm ác tức là lúc đó là anh đã làm thiện rồi. Rõ chưa hả? À, cho nên trong quá trình gia hành thiện như vậy, gia hành liên tục không ngừng, không bận tâm gì khác nữa, cứ liên tục gia hành thánh đạo. Mà sự gia hành nó đủ, chẳng hạn chúng ta làm một việc thiện, chúng ta hồi hướng cũng là gia hành mà. À, như một nồi canh mà thêm vô một món nào đó cho nó ngon, chẳng hạn như vậy đó. À, tất cả đều là gia hành, nó có tác dụng trong thế giới hiện tượng. Và tất nhiên nó gì, nó khi mà một cái quốc độ ra khỏi thế giới hiện tượng thì sự gia hành này không còn tác dụng nữa. Hay nói cách khác là gì, là vua tu vua chứng đấy. Cái cảnh đó, cái quốc độ đó thì cái việc tu hành của chúng ta chỉ là những cái việc ở trong cõi mộng, như cớ chuyện trong cõi mộng. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng tất cả những cái trò mà tụng kinh thuyết pháp đều là cái trò lừa bịp chúng sinh. Hiểu chưa hả? Cái chữ đó là gì? Tức là lừa bịp, là dụ dỗ cho người ta gia hành.
À, thực ra sự chứng đắc đó, nhưng mà thưa quý vị, cái tác dụng của gia hành nó lại dẫn tới cái bờ mé của sự chứng đắc. Nếu như không có cái tác dụng gia hành này, nó không đẩy tâm chúng ta tới cái bờ mé của giải thoát. Bởi vậy cho nên chúng ta mãi ở trong luân hồi. Nắm được chưa? Cho nên chướng, nó gây chướng ngại cho gia hành, gây chướng ngại cho khả năng thấy được thánh đạo. Vì vậy cho nên chúng ta phải loại trừ. Có những thứ khác cũng quyết định dẫn đến đọa trong khổ thú, quyết định dẫn xuống cái loài noãn sanh, thấp sanh, rồi thân nữ, rồi hữu thứ tám, cũng nên gọi là nghiệp chướng chánh hữu thứ tám. Tức là gì? Tức là không tái sanh đến lần thứ tám. Ví dụ như bây giờ anh có một cái phước mà anh có hướng thì tới bảy thôi, cho thứ tám là không có, nó chuyển sang một cái quốc độ khác, cái duyên khác liền. Ở trong này chúng ta thấy hình như hơi phân biệt nam nữ phải không? Hả? À, hơi phân biệt, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ như vậy, chúng ta đứng lui ra một chút, chúng ta bỏ cái tâm nữ mình xuống, cái ý nghĩ nữ mình xuống và xác định mình là người nữ đi. Chúng ta đứng ra xa, chúng ta nhìn một bức tranh coi. Chúng ta thấy rằng người nữ chịu khổ nhiều hơn người nam. Có đúng không? Cái cảm thọ khổ nó nhiều hơn người nam. Thân thể thì yếu đuối, còn nhỏ thì cái sắc da nam với nữ ấy, thì thấy nó cũng sắc nữ nó cũng khéo khéo hơn nam một chút. Chứ mà độ chừng trung niên trở về sau thì nữ mới độ xấu hơn. Và do họ xấu quá cho nên họ nói họ là phải đẹp. Tự an ủi á. Có đúng không ạ? Thầy nói chân lý, không cho các vị kiện cáo với thầy nữa. Nhưng mà các vị nghĩ xem, bây giờ một người đàn ông họ không son phấn hết, họ sống bình thường như vậy á, còn các cô là sống là chịu, không thể nào chịu nổi phong sương mà đàn ông đâu. Mà ra mưa nắng giải dầu, thân thể của người nữ nó suy tàn nhanh hơn, nó suy kiệt nhanh hơn, có đúng vậy không? Rõ ràng là cái tự thân phước của chúng ta nó ít hơn đó chứ. Nít hơn đó, cho nên là nó yếu hơn, nó gọi là nguy hại nhiều hơn, sự tổn hại dễ dàng hơn. Bất cứ cái gì thọ lấy sự tổn hại dễ dàng hơn thì cái nghiệp đó phải nặng hơn. À, cái nghiệp mà chúng ta nhìn như vậy thì rõ ràng là người nữ mình là phải chịu cái nghiệp nặng hơn người nam, là còn cãi gì nữa. À, rồi hữu thứ tám. Hữu thứ tám là không có tái sanh làm 8 lần, đời thứ 8 cho là 7 lần thôi thì nó suy tàn rồi. Câu hỏi được đưa ra là ngoài những cái nghiệp như vậy thì nó có cái pháp gì khác hay không, nó còn cái gì khác hay không? Tuy nhiên những nghiệp nào dễ thấy dễ nhận biết với năm nguyên nhân, đang chú trọng ở chỗ là cái nào nó dễ thấy, nó dễ biết, nó có năm nguyên nhân. Thứ nhất là y xứ, thú và sanh, quả và người. Chỉ những nghiệp như vậy được nói ở đây, chứ không có nói đến những nghiệp khác. Tại vì vấn đề đặt ra là nó còn nữa hay không, hay là chỉ nêu ra ba trường hợp đó là hết. Và ở đây luận sư nêu ra là nó có năm yếu tố thôi, đó là y xứ, thú, sanh, quả và người. Y xứ là sao? Chẳng hạn như là do gì? Y xứ nghiệp đạo, chẳng hạn như là giết cha, giết A-la-hán, giết mẹ. Cái nghiệp đạo của nó thuộc gì ạ? Sát, phải không? Còn phá hòa hợp tăng là nó thuộc vào y xứ vị, nói dối, đến kia, nói đây, làm cho tăng chúng nó chia lìa. Rồi làm cho thân Phật cháy máu thì chưa phải là tạo nghiệp sát, nhưng mà nó là gì? Y vào gia hành của nghiệp đạo sát. Rõ chưa hả? Y xứ nó khác đó. Rồi thứ hai là quả. Quả tức là gì? Là tất cả quả nó không khả ái. Căn cứ trên cái quả khổ là nó đều khó chịu, nó đều làm tổn hại, chẳng ai ưa gì khi đối diện với cái nghiệp đó. Cho nên đây gọi là gì? Đây gọi là cái quả khổ, nghiệp chướng mà. Nó gây cái kết quả là không khả ái. Rồi thứ ba là
nó đọa trong ác thú, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi thứ tư là gì? Là do sanh, tức là thuận sanh thọ nghiệp. Nó theo cái kiếp sanh tứ luân hồi mà chúng ta thọ những cái nghiệp trong đó, những cái phiền não chướng nó cũng theo cái kiếp luân hồi sanh tử đó, có thân khổ vì thân đó, tức là nó theo đó mà sinh ra. Và thứ năm là do nhân cách, tức là gì? Tức là do người hiện hành phiền não trầm trọng, dở thái dở biết, nó hiện ra rõ ràng như vậy. Bởi vậy cho nên ở đây dựa vào đó để mà chúng ta luận nó có ba nghiệp, là nghiệp đọa ác đạo, rồi nghiệp gì nữa hả? Rồi nghiệp chướng phải không? Và dị thục chướng. Được chưa? Trong ba chướng này, chướng bởi phiền não là tệ hại nhất. Thứ đến là chướng bởi nghiệp. Tuy rằng người ta sinh ra họ như vậy, nhưng cái đáng ghét của họ chính là phiền não họ tạo ra. Ví dụ như thưa các vị, chẳng hạn như chúng ta thấy có một người họ không có đẹp, nhưng mà họ sống nết na thùy mị, họ sống biết điều, họ sống với lòng tốt bụng, họ sống với ngôn từ hòa ái, kính trên nhường dưới, gạt qua tất cả mọi thứ đi, kính trên nhường dưới. Thì chúng ta thấy những điều như vậy, người như vậy hành xử như vậy, có thấy dễ thương không? Còn một người mà họ cực kỳ xinh đẹp, họ đẹp tới mức mà chim bay ngang qua rớt bịch xuống chết, gọi là chim sa, đúng không mà? Nó hiểu vậy, đẹp cỡ đấy hả? Nhưng mà lúc nào họ cũng thể hiện cái thái độ hách dịch, ăn nói trịch thượng. Họ thể hiện cái kiểu như họ như vậy thì mình có ưa không? Mình thấy không có ưa. Như vậy rõ ràng là tại sao họ như vậy? Bởi vì cái phiền não trong tâm của họ nó nhiều, cho nên họ bộc lộ ra một cái sinh hoạt không thỏa đáng như vậy. Thì qua đó để chúng ta thấy rằng phiền não nó gây ra chướng ngại lớn nhất, tệ hại nhất. Đó chưa hả? Rồi gì nữa hả? Rồi thứ đến là gì? Là nghiệp chướng. Nghiệp chướng chẳng hạn như là, ví dụ như cái phiền não mà không có phiền não thì nó cái nghiệp chướng. Nghiệp chướng thì nó có, nó cái chướng ngại nó là sâu phiền não, tại phiền não nó gây ra mạnh hơn. Còn nói tới cái chướng ngại, nghiệp chướng chẳng hạn như là sinh là nam là nữ thì lúc bây giờ mới là thứ yếu. Cho nên cái vấn đề hướng tới sự giác ngộ nó không phải là chú trọng vào giới tính nam hay nữ, mà nó chú trọng ở chỗ là gì? Là nội tâm người đó nhiều phiền não hay là ít phiền não. Đến chỗ này chúng ta thấy rất là rõ ràng, rất khách quan. Một người nữ mà họ biết giữ tâm của họ bình an, thanh tịnh thì sự giác ngộ của họ còn nhanh chóng hơn người nam rất nhiều. Cho nên ở đây nói rằng là gì? Là chướng bởi phiền não là tệ hại nhất. Rồi sau đó nói tới cái chướng của nghiệp là nam hay nữ giới tính đó, nghiệp nam, nghiệp nữ đó. Cho nên cái phiền não là nó quyết định vấn đề giác ngộ hay là không giác ngộ đó. Hay loại trừ được nó, tất cả những phương thức tu tập của chúng ta là để loại trừ nó thôi. Mà không loại trừ nó cứ quấn chặt tâm của mình là chúng ta còn lâu mới giác ngộ. Cứ chiêm nghiệm như vậy là chúng ta tự để ý mình, tự nhận ra mình. Do hai chướng này dù trong đời thứ hai cũng không chữa trị được. Câu này ý nói cái gì? Hả? Tức là ở trong một đời, ở trong một đời nếu như mà không có nỗ lực tu tập, không có tinh tấn tu tập cần mẫn, không có được sự chỉ dạy của giáo pháp Như Lai, tự thân mình một đời tìm cách loại trừ nó, người này loại trừ cũng không nổi, nó còn qua tới đời sau. Bởi vậy cho nên tại sao mà có những cái nghiệp mà nó đeo đến chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Nhân quả thì dĩ nhiên nó đoạn từng phần, nhưng mà nghiệp nó là tổng hợp của một cái tổ hợp nhân quả. Cho nên á, mình đoạn một đời nó không có dứt nổi hết. Tất cả những ai ra đời đắc được thánh quả A-la-hán, chúng ta đều phải hiểu rằng họ đã nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên với Phật đạo.
Không ai mà nói là tự nhiên nghe một cái giác ngộ được đâu. Ví dụ như sinh thời chánh pháp của Phật là cả một cái vấn đề là đã kỳ diệu rồi, phước báo to lớn rồi. Còn đời này của chúng ta thì thấy rằng nghiệp chướng chúng ta rất nặng nề, nghiệp của thân thể bệnh tật, rồi hoàn cảnh sinh tồn bao nhiêu thứ nguy hiểm, còn cái nghiệp của phiền não nữa, nó cứ vọng động ở trong tâm mình, nay kiểu này mai kiểu kia. Bản thân mình đôi khi có một số vấn đề trước đó mình lại hài lòng nhưng sau đó mình lại không hài lòng, có nhiều vấn đề như vậy đó. Thì chúng ta phải biết rằng nỗ lực tinh tấn để đoạn trừ mà chưa xong, đừng nói là giải đãi biến nhát nữa thì bao giờ mới làm xong. Các luận sư Tỳ Bà Sa giải thích rằng là do vì chướng sâu dẫn sanh chướng sâu nữa. Cái cũng giống như là mình làm ăn vậy đó, cái đồng vốn này nó sinh ra đồng vốn kia, sinh đồng lời kia, nhưng mà cái nghiệp nó cũng vậy, thì cái nghiệp này á nó làm nền tảng để tạo ra nghiệp kia. Đối với ý nghĩa vô gián thì sao? Những vô gián có nghĩa là gì? Là những nghiệp mà không có bất cứ kết quả đời sống nào khác hay nghiệp nào khác gián cách chúng hướng đến dị thục. Câu này các vị hiểu không? Hả? Tức là sao? Chẳng hạn như bây giờ mình giết cha giết mẹ mà cái nghiệp đó đã được hình thành, đã được xong, thì không có bất cứ một cái gì, một cái khả năng nào có thể ngăn cản người đó không vô địa ngục. Hiểu không hả? Ngay cả Phật cũng không có ngăn nổi, như A Xà Thế thì Phật cũng không thể ngăn nổi. Sau khi mà gặp Phật thì A Xà Thế tu tập rất tốt, là một Phật tử cực kỳ là thuần thanh, nhưng mà ông vẫn phải đi vào trong địa ngục. Do vậy cho nên gọi là vô gián, tức là không gián cách, không có gì ngăn cản lại được. Gián là gián cách. Hay nói cách khác, vô gián nghĩa là không thể cản được, đúng không? Không có gì cản được, cho nên gọi là vô gián. Thành ra chúng ta hiểu ở điểm này, chúng ta thấy nó chính xác hơn là ở trong Đại Thừa. Nói rằng là đau khổ không gián đoạn rồi, không gián đoạn, nêm cái điều không gián đoạn á, thì đó là mô tả cái quả khốc liệt để cho chúng ta sợ mà thôi. Còn khi hiểu về tính chất hiện tượng đặc tên thì chắc chắn rằng vì nó không có thể bị ngăn cản được, nó bị cắt ngang được, cho nên nó phải đi thẳng thôi, không thể cắt ngang được, không có gì ngăn cản nó được, cho nên gọi là vô gián. Hiểu không ạ? Đã nói luận là nói tới triết học, mà triết học là nói thẳng tới cốt tủy của vấn đề. Hoặc một cá thể ấy gây nghiệp này chết ở đây, không có gì gián cách sự tái sanh trong địa ngục, nên gọi là vô gián. Cái hàm tính thể không gián cách này gọi là vô gián tính. Hiểu chưa hả? Pháp liên hệ đến vô gián tính gọi là vô gián. Chẳng hạn như là sa môn tính. Sa môn tính là gì? Hả? Sa môn tính là tính gì? Tính thanh tịnh. Tại vì chữ sa môn nghĩa là thanh tịnh, mà cái tính chất của sa môn là tính chất thanh tịnh. Sanh xứ của ba chướng như thế nào? Nên biết ba chướng trong thú nào một cách nhất định, vô gián trong ba châu, nhưng không cỡ hoàng môn, ít ân ít khổ thẹn, còn lại thông năm thú. Vô gián nghiệp chỉ có ở ba châu trong loài người, trong Bắc Câu Lô Châu, trong các thú khác còn không có nối gì đến giới khác. Như vậy thì cái nghiệp vô gián nó chỉ diễn ra ở trong ba châu là Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Đông Thắng Thần Châu. Trong ba châu chỉ có với nam và nữ mà không có trong loài hoàng môn. Chẳng hạn như ở trong loài hoàng môn lại không có cái nghiệp là giết cha giết mẹ nghe. Tại sao như vậy?
Hả? Tại sao như vậy hả? Hoàng môn thì không có giết cha giết mẹ. Tại sao như vậy? Bởi vì người hoàng môn á, họ không có cái ác mà gọi là ác mãnh liệt. Ở trong tâm họ không thể nào khởi lên một cái ác mãnh liệt. Và ngược lại, họ cũng không thể nào làm thiện mãnh liệt. Cho nên ví dụ như một lời nguyện, một lời hứa, một lời thề của người hoàng môn là không bao giờ họ thực hiện được. Nhưng mà người nam họ thợ nguyện, người nữ thợ nguyện thì lại làm được. Còn người hoàng môn thì không được. Ở đây nói xin lỗi các vị, những người mà, những người gọi là hả? Chẳng hạn như là giới tính nam nữ đó, bán nam bán nữ đó, thì đồng tính, hôn nhân đồng tính đó, thì chúng ta biết rằng là họ tu thiện cực thiện cũng không nổi, mà họ có làm ác cực ác họ cũng không làm được. Nó gọi là chiều chiều ẩn ẩn đó, đúng cái chữ đúng á, nó là chiều chiều ẩn ẩn đó, họ làm cái gì cũng được hết á, nhưng mà nó chiều chiều ẩn ẩn thôi, chứ còn quyết làm một cái gì là họ làm không nổi. Nó lạ, nó rất là lạ. Và do vậy mà hạt lệ hạt giả mắc cái tội chẳng hạn như là phá luân tăng, thì các cô tỳ kheo ni cũng không có mắc tội này, bởi vì các cô tỳ kheo ni nói vậy thôi, cho thôi cũng thuận theo. Nhưng mà đối với tỳ kheo thì khác, khi đã khởi sân, đã khởi cái quyết chí rồi á, là có đọa cũng cứ làm. Cho nên cái tội phá luân tăng ấy thì lại chỉ xuất hiện ở trong tỳ kheo tăng mà không có trong tỳ kheo ni. Phân tích sâu vô để chúng ta thấy nó có những cái giới hạn và nó có những cái đặc tính riêng như vậy. Lý do tại sao người này á là không mắc cái nghiệp nặng như vậy là bởi vì hạng này không có luật nghi. Tức là họ tuân thủ theo cái điều cực thiện cũng không nổi, mà tuân thủ theo cái điều cực ác họ làm cũng không nổi. Và lại nữa, vì cha mẹ đối với hạng này, hạng này đối với cha mẹ ít ân đức, ít tạm quy. Tại sao hả? Các vị nghĩ xem nha, một người cha thương con gái, người mẹ thương con trai. Nhưng mà các vị biết, nhưng chẳng như đứa con mà nó hoàng môn á, người cha cũng không thương mà người mẹ cũng không thương. Cho nên á, là do vậy mà ít chăm sóc, ít chăm sóc mà thường hay trách hờn. Cho vậy mà người con nó ít có cảm cái ân đức của cha mẹ. Và do vậy nó cũng chẳng cần là cái gì hết. Thì nó có phải không phải thì nó đi thôi. Cho nên nó cũng việc gì mà phải giết. Đúng không hả? Cho nên nó có những điểm mà phân tích thật sâu để chúng ta mới thấy được cái lý của nó. Và theo truyền thuyết thì vì là tăng thượng duyên của sự khiếm khuyết thân phần và vì ít có tình âu yếm nên cha mẹ ít có ân đức đối với hạng này. Đó. Thêm nữa, đối với cha mẹ hạng này không tàm quý mãnh liệt hiện tiền, chỉ do hủy hoại tàm quý mới xúc tội vô gián. Như vậy thì bỏ hẳn cái tâm tàm quý, bỏ hẳn cái sự xấu hổ, thì lúc bây giờ mới tạo ra cái tội cực trọng, đó là vô gián. Chính do vậy mà không cho rằng ngã quỷ và súc sanh tuy có giết mẹ cũng có tội vô gián. Thế nhưng đại đức chứ nói, chỉ cho một vị luận sư nói nếu có trí năng nhạy bén như ngựa khôn cũng thành vô gián. Tức là con ngựa khôn mà nó có trí năng nhạy bén mà nó giết mẹ, nó giết cha nó thì vẫn thành tội vô gián. Người mà giết hại cha mẹ là loài phi nhân, không thành tội ngũ nghịch. Chẳng hạn như cha mẹ là ma, cha mẹ là ma, thì khởi cái tâm giết cha giết mẹ mà nghĩ đó là ma, gọi là ma. Chẳng hạn như ma hiển hồn gì à, loài phi nhân hiển hồn gì à, nói rằng người ta là cha của ngươi, là mẹ của ngươi, mà mình giết cái con ma đó thì mình không có mắc tội là vô gián. Chứ đừng nói rằng là ta là cha của ngươi mà ngươi giết ta, ngươi sẽ bị đọa tội vô gián, là không đúng. Tại vì nhiều khi ma phi nhân nó có thể giá cha mẹ của mình,
Hiểu chưa hả? Đã nói về nghiệp chướng trong loài người, nên biết nghiệp chướng còn lại đều có cả năm thú. Những thú chướng còn lại chướng bởi phiền não và bởi dị thục. Tuy nhiên, chướng dị thục trong loài người trừ Bát Châu, trong chư thiên trừ vô tướng hữu tình. Rõ chưa? Như vậy hôm nay chúng ta đã tìm hiểu được khía cạnh của cái thể của ba chướng là gì. Đó là nghiệp chướng, phiền não chướng, dị thục chướng. Tác dụng của nó như thế nào? Tác dụng của nó là ngăn che thánh đạo và ngăn cản thiện căn gia hành thánh đạo. Ý nghĩa của nó như thế nào? Đó là nó không có gì gián cách khi bị đọa, không có gì ngăn cản được. Cho nên nó gọi là vô gián. Cái tính của nó là như vậy. Và sanh xứ của ba chướng là ở chỗ nào, các quốc độ như thế nào thì chúng ta đã tìm hiểu rõ. Hy vọng các vị đọc đi đọc lại để chúng ta thấm tường đoạn này. A Di Đà Phật, mà các vị hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.